Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sẵn sàng cho tuần văn hóa Lào tại Việt Nam với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc thể hiện tình đoàn kết giữa hai nước Việt Lào. Bốc thăm chia bảng giải bóng đá người Việt tại khu vực Tokai, Nhật Bản, hoạt động giao lưu văn hóa thể thao được mong đợi sau 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Câu chuyện về những YouTuber ngoại quốc đã phải lòng giải đất hình chữ S, góp phần lan tỏa du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Ngày 11 tháng 7, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang, Bắc Lào, Kiều Thị Hằng Phúc đã trình giấy ủy nhiệm lãnh sự theo nghi thức ngoại giao lên Bộ Ngoại giao Lào. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phosai Khai Kham Phi Thun bày tỏ tin tưởng Tổng lãnh sự Kiều Thị Hằng Phúc sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam. Bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm vai trò Tổng lãnh sự tại Luang Prabang, Tổng lãnh sự Kiều Thị Hằng Phúc khẳng định trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần tô thắm, vun đắp thêm tình đoàn kết và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào, đồng thời sẽ hỗ trợ thúc đẩy các địa phương của Việt Nam có quan hệ kết nghĩa, hợp tác với các tỉnh Bắc Lào, triển khai các thỏa thuận hợp tác đạt kết quả thiết thực, góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh, trật tự khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hữu nghị và nâng cao đời sống của người dân hai nước. Lào đã sẵn sàng cho tuần văn hóa Lào tại Việt Nam, kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam 2022. Trong buổi tổng duyệt diễn ra vào chiều ngày 11 tháng 7 tại Cung văn hóa Lào ở thủ đô Viêng Chăn, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã được lựa chọn biểu diễn trong tuần văn hóa. Phản ánh của các phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Lào. Tuần văn hóa Lào tại Việt Nam diễn ra từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 7 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hội An. Điểm nhấn của tuần văn hóa Lào tại Việt Nam là chương trình nghệ thuật do 35 nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Lào biểu diễn. 12 tiết mục đặc sắc được lựa chọn biểu diễn trong tuần văn hóa Lào đều nhằm giới thiệu tới người dân Việt Nam về đất nước, văn hóa Lào cũng như truyền thống hợp tác, tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Các tiết mục của chúng tôi cũng thể hiện tình đoàn kết, hòa hợp giữa các dân tộc Lào từ Bắc tới Nam, đồng thời miêu tả về những hoạt động làm ăn sinh sống thường ngày của người dân Lào, thể hiện mong muốn sự hợp tác của hai dân tộc luôn bền vững và trường tồn với thời gian. Đến với tuần văn hóa Lào tại Việt Nam, khán giả cũng được nghe những ca khúc về đất nước, con người Việt Nam do chính các nghệ sĩ Lào biểu diễn. Đã nhiều lần được sang Việt Nam biểu diễn, nhưng ca sĩ Lốt Chạ Na vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi được hát những bài hát tiếng Việt. Dù bản thân không biết tiếng Việt, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi được hát tiếng Việt. Tôi thường hỏi người biết tiếng Việt giải nghĩa lời bài hát để hiểu rõ câu từ và chuyển thành tiếng Lào, từ đó tạo cảm xúc khi hát. Ngoài chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Lào, thì trong thời gian diễn ra tuần văn hóa Lào tại Việt Nam, còn có triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam-Lào tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam ở thủ đô Hà Nội. Có thể nói các hoạt động trong tuần văn hóa Lào tại Việt Nam cũng là dịp để người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về đất nước, văn hóa Lào, từ đó góp phần vun đắp, củng cố cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào. Ngọc Phương, phóng viên Truyền hình Việt Nam từ thủ đô Viêng Chăn, Lào. Ngày 10 tháng 7, lễ họp báo và bốc thăm chia bảng giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam khu vực Tokai, Nhật Bản, Favilla Tokai Cup 2022 đã diễn ra tại thành phố Nagoya. Giải đấu do Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Thể thao Việt Nam - Nhật Bản Favilla tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Khởi tranh từ ngày 17 tháng 7 tại sân vận động Toyota Tokai, tỉnh Aichi, giải đấu có sự tham gia thi đấu của 24 đội bóng không chuyên của người Việt đang học tập, lao động và sinh sống tại khu vực Tokai, Nhật Bản. 4 đội bóng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Đại hội bóng đá người Việt trên toàn nước Nhật, được tổ chức vào tháng 11 năm nay tại thủ đô Tokyo. Đây là một hoạt động giao lưu văn hóa thể thao nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản 1973-2023.
Sau hơn 2 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các hoạt động giao lưu của bà con kiều bào tại Nhật Bản đã bị gián đoạn. Bởi vậy, bà con cộng đồng đều rất hào hứng chờ đợi để được tham gia giải bóng đá lần này. Đại dịch COVID-19 kéo dài cũng khiến ngành du lịch Hàn Quốc ảnh hưởng nặng nề. Riêng năm 2021, lượng khách quốc tế giảm xuống mức dưới 1 triệu lượt, mức thấp nhất kể từ năm 1984. Để thu hút du khách trở lại, Hàn Quốc đã triển khai chiến dịch chào đón du khách trở lại Hàn Quốc, mời các công ty du lịch đến từ Việt Nam, Indonesia và Philippines cùng tháo gỡ khó khăn, sẵn sàng phục hồi. Trong cuộc gặp giữa Cục Xúc tiến Du lịch Busan với các doanh nghiệp Việt Nam ngay tại thành phố Busan, nhiều giải pháp ưu đãi khách Việt Nam đã được đưa ra. Hàn Quốc sẽ giảm giá vé ở rất nhiều điểm du lịch cho du khách, đặc biệt là đoàn khách số lượng lớn. Ngoài ra, Hàn Quốc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ du khách bằng 4 thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Hàn Quốc đã mở lại visa du lịch với khách Việt Nam từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, cấp visa 5 năm cho người dân sống ở đại đô thị, mở chiến dịch quảng bá Hàn Quốc mang tên Hi Korea trên nền tảng TikTok, tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch đến Hàn Quốc tại Hà Nội. Còn ở chiều ngược lại, nhiều người nước ngoài sau khi đến Việt Nam đã phải lòng đất nước hình chữ S và quyết định ở lại làm việc, sinh sống. Trong số đó có những YouTuber, người sáng tạo nội dung trên nền tảng YouTube, chuyên cung cấp thông tin về văn hóa, điểm đến hay ẩm thực của các vùng miền ở Việt Nam. Đó là cách hữu hiệu góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Tối nay Phúc đến một chợ tên là chợ Hố Thế Kỷ ở quận 10. Sau khi sống ở Việt Nam rất nhiều năm, tôi đã học được rất nhiều thứ về văn hóa, ẩm thực, ngôn ngữ, điều mà tôi chưa từng biết trước khi đến đây. Chính vì vậy, tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm tuyệt vời này đến mọi người trên thế giới. Alright guys, so this is my transformation. I got my iTrek hat. Văn hóa, ẩm thực, con người và các điểm đến là nội dung mà các YouTuber, những người sáng tạo nội dung số người nước ngoài quan tâm nhất khi lên ý tưởng làm phim chia sẻ về những trải nghiệm của họ ở Việt Nam. Thiên nhiên đất nước các bạn vô cùng tuyệt vời, vô cùng đẹp. Tôi đã đến Hà Giang, đi trên cung đường núi, phải nói là đẹp đến mức không có từ nào diễn tả nổi. Ý tưởng của tôi đến từ những gì tôi quan sát được trong cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam. Tôi quan sát mọi thứ. Đôi khi tôi làm những clip nấu món ăn Việt Nam, những người thanh niên ở vùng nông thôn câu cá, đi uống bia, cà phê với bạn. Tất cả được tôi ghi chép lại và trở thành nội dung cho kênh của mình. Không chỉ có Phúc Mập và Việt Nam Meet Dustin, rất nhiều các kênh khác của YouTuber ngoại quốc như Max McFerlin, CJ và Cherry Hiari đều thu hút một lượng lớn cư dân mạng trên thế giới quan tâm nhờ những video hấp dẫn về văn hóa, ẩm thực và du lịch Việt Nam. Bên dưới mỗi video, nhiều ý kiến bình luận được viết bằng tiếng Anh bày tỏ sự thích thú, ngạc nhiên gửi tới các YouTuber người nước ngoài. Rất nhiều khán giả thích thú và bày tỏ mong muốn đến Việt Nam sau khi xem kênh của tôi. Họ hỏi, liệu tôi có thể đến Việt Nam và trải nghiệm những điều đặc biệt như bạn đang làm hay không? Tôi luôn gợi ý cho họ những trải nghiệm hơi khác một chút mà có lẽ họ không thể có được trong các tour du lịch quen thuộc. Tôi luôn mong muốn khán giả khi xem những video của tôi về Việt Nam sẽ cảm thấy, wow, thật là vui, thật là hạnh phúc. Tôi muốn đến và thưởng thức những món ăn ở Việt Nam. Sau chuỗi dự án chuyên cảm hứng mang tên Step by Tiên, mới đây Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên lại tiếp tục sang châu Phi thực hiện loạt dự án nhân ái khác, trong đó xúc động nhất là hoạt động mang nước sạch đến Angola. Đến với vùng đất châu Phi này, Hoa hậu Thủy Tiên đồng hành cùng YouTuber Quang Linh và nhiều người Việt đang sinh sống và làm việc tại Angola xây hai giếng nước sạch để tặng người dân bản địa nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho các hộ dân. Dự án mong muốn đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình cung cấp đủ nước sạch cho gần 5.000 bà con địa phương. Trong chuyến đi của mình, Thủy Tiên cũng mang theo nhiều món quà nhỏ dành tặng các trẻ em bản địa. Thưa quý vị, trong số những ngành nghề khai thác thủy sản trên biển, câu mực khơi là nghề sinh sau đẻ muộn, nhưng lại là một trong những nghề đi biển dài ngày nhất, xa nhất của ngư dân miền Trung. Trong khi nhiều tàu đánh cá đang nằm bờ vì sản lượng đánh bắt giảm, chi phí cao, thì với tàu câu mực khơi, ngư dân liên tục trúng đậm.
Mỗi chuyến biển kéo dài hơn 2 tháng, trừ hết mọi chi phí, một ngư dân có thể thu nhập khá cao, đồng thời vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Từ đầu tháng 7 đến nay, nhiều tàu câu mực khơi liên tục cập bến. Cùng lúc, ba con tàu này của ngư dân Bình Minh, huyện Thăng Bình vừa cập cảng cá Tam Quan. Ngay lập tức, cả 100 tấn mực khô được các thương lái thu mua ngay tại cảng với giá là 180.000 đồng một ký. Với ngư dân, chuyến đi khơi này đã có lãi. Đi hè thoáng mà không riêng tôi. Nhưng mà ngày đi là cũng đi hè thoáng mới hơn hè thoáng dạo cũng câu à. Và có thu nhập cho bò câu mình mới về được. Đây là bình quân là như chuyến này kiếm người được 80 triệu. Trên con tàu này tính hết bạn thuyền chủ tàu thì có đến vài chục người. Một con tàu không lớn nhưng mang theo nhiều yếu phẩm, hàng chục thúng câu và hải sản thu được là một cố gắng của chủ tàu. Vậy việc giải quyết nhu cầu ăn ở sinh hoạt hàng chục người suốt chuyến biển dài hơn 2 tháng lên đến trên đại dương là một thách thức lớn. Mỗi người là 1m4 nam. Là từ ở trang cái khoảng cách đó, tự mình sử dụng làm gì luôn. Từ phải mực ngủ nghe ở dưới kia là từ công với từ lộc rồi mấy tên mà phục vụ việc đó là ở dưới. Bám biển dài ngày, do vậy việc đảm bảo ăn uống, nghỉ ngơi, điều kiện làm việc an toàn đòi hỏi một kế hoạch tỉ mỉ. Quý nhất là nước uống, mỗi ngư dân tự lọc nước mặn sang nước ngọt, mỗi người dùng vài lít mỗi ngày. Nấu ngày hai chữ thì đó là nấu nồi cơm, nấu nồi có nữa đó rồi chỉ có. Ra thì mỗi giờ mua rồi về ngày đầu chạy rõ thôi chứ, cỡ 10 ngày đã lấy được thôi chứ ra cả mua nữa. Chi phí một chuyến biển gần 900 triệu đồng, chủ yếu ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Khi gặp thời tiết bất thường, ngư dân có thể trôi dạt trên biển. Câu mực khơi là nghề có thu nhập khá cao nhưng rủi ro lớn. Tuy nhiên, với sự can trường và tình yêu biển, 63 tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam luôn hiện diện trên vùng biển xa như những cột mốc chủ quyền sống của Tổ quốc. Và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Để theo dõi trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store và Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại!